Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu dục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, người vẫn ở đó một mình, còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió cành từ đêm tối người đi trên mặt biển mà đến với các ông thấy người đi trên mặt biển các ông hoảng hồn mà nói rằng ma kìa và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng lập tức chúa giêsu nói với các ông rằng hãy yên tâm thầy đây đừng sợ Phê-rô thưa lại rằng lạy thầy nếu quả là thầy thì xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến cùng thầy chữa phán hay đến phê -rô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên lao lên rằng: Lạy thầy, xin cứu tôi! Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ? Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy người mà rằng: thật thầy là con thiên chúa kính thưa cộng đoàn phụng vụ đoạn tin mừng của chúa nhật hôm nay chúng ta vừa nghe tiếp nối tin mừng của chúa nhật tuần trước sau khi là phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng chúa giêsu cho các môn đệ xuống thuyền để qua bờ bên kia trước trong lúc người giải tán đám đông dân chúng sau đó Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Chúa Giêsu làm như thế để muốn tránh cho mình và cho các môn đệ khỏi đám đông dân chúng đang muốn tôn ngài làm vua. Khi đêm đến, thuyền của các môn đệ đã ra xa bờ và đang bị sóng đánh, bị ngược gió. Trong lúc các ông đang lo lắng, lại gặp Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến, làm cho các ông tưởng là ma nên càng hoảng hốt Điều đó cho thấy các môn đệ vẫn chưa tin vào quyền năng và phẩm tính thần linh của Chúa Giêsu. Họ nghĩ là ma, họ không nhận ra Chúa Giêsu nên họ từ chối sự hiện diện của Chúa đang đến bên cạnh họ. Khi Chúa Giêsu nói: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ." Phêrô liền thưa với người: "Nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy." Phêrô có vẻ tin vào Chúa Giêsu, ông muốn được đi trên mặt nước, có nghĩa là ông muốn được tham dự vào phẩm tính thần linh của Chúa Giêsu. Đức Giêsu mời gọi Phêrô thực hiện ý muốn của mình. Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng khi thấy gió thổi mạnh thì ông hoảng sợ và bắt đầu chìm. Đức Giêsu đã đưa tay nắm lấy ông và kéo ông lên. Phêrô bị chìm xuống nước vì ông đã không đủ tin tưởng vào quyền năng của thầy Giêsu. Cho dẫu Đức Giêsu đã truyền cho ông đi trên mặt nước mà đến với người. Tâm trạng và cảm xúc của Phêrô trong bài tin mừng này cho chúng ta thấy mối liên hệ giữa sợ và tin. Ban đầu khi thuyền gặp bão và không có Đức Giêsu trong thuyền, thì Phêrô và tất cả các môn đệ khác đều sợ. Đến khi nhận ra cái bóng kia đang đi trên mặt nước là Đức Giêsu, thì Phêrô tin, dám xin thầy cho mình cũng bước đi trên mặt nước được như thầy. Nhưng khi thấy sóng to gió lớn, đức tin của ông suy giảm, ông liền sợ và bắt đầu chìm. Lúc đó ông nhớ tới Chúa, dục lòng tin lại và kêu xin lạy thầy xin cứu con. Đức Giêsu đưa tay nắm lấy ông Ông không còn sợ nữa. Cuối cùng, khi thầy trò đã ở trên thuyền, Phê -rô và các môn đệ đã bắt đầu tuyên xưng đức tin vào thầy. Thật thầy là con Thiên Chúa. Bài học ở đây là chúng ta sợ khi không tin hay đức tin yếu kém, nhưng khi tin rồi thì không còn sợ nữa. Đức tin không đảm bảo cho người tin khỏi gặp sóng gió nhưng thêm sức cho người ấy có thể bước đi trên mặt nước giữa sóng gió muôn trùng nhìn lại cuộc đời của mỗi người chúng ta với biết bao thăng trầm mỗi khi chúng ta được sống trong bầu khí an vui được hài lòng với mọi sở nguyện chúng ta dễ dàng tin tưởng xác tín và cảm nhận sự quan phòng sự hiện diện của chúa thế nhưng khi gặp phải những khó khăn thử thách những liều bất lợi những nghịch cảnh như các môn đệ xưa giữa cơn sóng gió, chúng ta cũng dễ dàng hoang mang, lo sợ và không còn nhận ra Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện trong cuộc đời của mình. Bởi lẽ, chúng ta đã quá lo lắng về cuộc sống và chỉ biết tự lo liệu lấy một mình. Chúng ta đã để cho những lo lắng đó tràn ngập tâm hồn và không còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn lỡ luôn bên cạnh để nâng đỡ để giúp sức cho ta. Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta như bị chìm xuống nước. Chúng ta gặp khó khăn và cho rằng Chúa không giúp chúng ta vượt qua. Mỗi lần chúng ta hoài nghi hay thiếu lòng tin và sự quan phòng sự hiện diện của Chúa là mỗi lần chúng ta đang bị chìm xuống như ông Phêrô. Quả thật, lòng tin của chúng ta đã nhiều lúc yếu ớt, mong manh vì không biết tín thác vào Chúa Giêsu để có được sự bình an trong tâm hồn. Vì vậy, khi đối diện với những dông tố cuộc đời, chúng ta cần vững vàng tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta, ngay sẵn sàng ban ơn phù trợ và cứu giúp khi chúng ta kêu cầu Ngài. Chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Chúa, đừng nhìn xuống, được cậy dựa vào mình hay vào bất cứ người nào khác, mà chỉ cậy nhờ vào ơn Chúa phù giúp. Khi vững tin vào Chúa như thế, chúng ta sẽ đứng vững trước những khó khăn của cuộc sống này. Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con đây còn đầy những khó khăn, xin giúp chúng con luôn biết tin tưởng, tín thác vào Chúa và biết đón nhận những thử thách như những cơ hội để trưởng thành lòng tin của chúng con. Amen.